bên công ty hữu cơ Thuận Thiên ấy, thì đã dùng cái si cho có hoa lan rất là nhiều và rất là lâu rồi. Thì hoa lan nó có một cái vậy nè, nó có cái con mọt nhỏ xíu à, nó đục vào trong cái bông thôi nè, đầu bằng lỗ kim thôi. Mà các cái người trồng lan kinh doanh á, lan này thì tôi không nói rồi, trồng ít thì nó không sao cả. Họ phải tốn cái người ta phải nhập những cái thuốc á, mà bên Đức về 3 triệu một lít. Khi người ta nghe tôi nói, người ta nói chẳng lẽ những cái thuốc này không cần thiết sao? Người ta rất vất vả, nên hoa lan là thuốc ghê lắm. Hồi xưa em dâu tuấn nó làm hoa lan đó, mà nó có bầu ấy, tôi nói coi chừng sảy thai á, tại vì thuốc nó kinh khủng, nó có trời, nó mập như măng vậy. À, và khi người ta cái nó bóng mượt nè, cái này chắc nguyên bỏ cho hoa lan này là được một lít pha rồi không? Không được, si với amino em đổ chắc cỡ 10 nắp. À 10 nắp pha rồi. Dạ. Cho một chậu này. Dạ. Đó thì một tuần đó thì chúng ta chỉ phun cái công thức tăng trưởng ấy. Đó. Một lần thôi ha, một tuần chỉ cần một lần thôi. Và trong mùa mưa đó thì những cái người mà kinh doanh mà vài chục ngàn giỏ lan đó thì hay bị nấm ghê lắm, thì chúng ta đưa cái công thức nấm vào đó. Còn về dinh dưỡng và để những cái chồi nó mập thế này thì chúng ta chỉ một tuần chỉ phun một lần công thức tăng trưởng thôi, tức là 200 lít nước thì 1 lít si, nửa lít amino và một xị oligo, đó là giải quyết được vấn đề ha. Và Tuấn cam kết một điều đó, thí dụ như cái bông này đó là chúng ta làm bằng hóa học á, là 30 ngày nó tàn, thì bây giờ xài si đó thì nó ít nhất là 45 ngày, thường thường là gấp đôi nó mới tàn. Và cái bông có cái sắc hoa của nó rất rất là đẹp, vì nó tự nhiên mà cái sắc hoa của nó là nó khác biệt đó. Coi cái nó mọc nè, cái này giống như cây tre quá à, giống cây tre không cả nhà, cây tre chứ không phải giống hoa lan nữa. Trời nó nè, khỏe lắm, nên rất rất là khỏe. Nên một số nông dân á mà sử dụng cái si này lúc đầu á, người ta không có tin đâu, tại vì người ta xài hóa chất ghê lắm. Nên Tuấn có con em dâu hồi xưa nó làm nghề cắm hoa đó, mà nó có bầu á, Tuấn nói em ơi em phải đeo bao tay rồi vô. Nó nói đeo bao tay thì không cắm hoa được. Tuấn nói cái kiểu này hóa chất nó ngấm vào thì sảy thai ghê lắm, hoa lan. Nên là sẵn đây Tuấn nói với cả nhà luôn, thấy là sinh nhật á là mọi người tặng hoa đó rồi cứ ôm vào trong người á, nó nguy hiểm ghê lắm, nó rất rất là nguy hiểm nha. Hóa chất kinh lắm, hóa chất kinh khủng lắm. Hoa lan cắt cành á là như vậy. Nên là cái si nó làm trên hoa lan rất rất là tốt ha, mà rất là nhẹ nhàng. Chúng ta coi nè, nó lên đây một chồi ha, nó lên đây một chồi, nó chuẩn bị nó lên đây một chồi. Và chúng ta qua đây chúng ta thấy nó lên một chồi bên này nữa, thấy ghê không? Cây nào cũng có đó, như cây này như vậy, như cái chồi đây nè, cây này là 3 chồi nè, 1 chồi nè, thấy không? Ngón cái mình không bằng đâu, 2 chồi nè và 3 chồi nè. Chúng quay cái góc cho cả nhà coi nè, cái góc của nó nè. Ý khiếp không? Đó, bên này cái góc thì cũng vậy nè. Đó. Rồi cái góc bên này nè, ghê không? Đó. Và sắp tới là cắt cái nách này nó ra bông kinh lắm. Cái chuỗi bông cái nó lâu tàn như cái chuỗi này nè, nó cũng dài hơn người ta. Nó dài hơn người ta. Là như vậy. Dễ lắm, rất là dễ. Và Tuấn bảo đảm một điều rằng là cả lan rừng cũng vậy, chỉ có sợ là khắc khí hậu, tức là nó cần lạnh thì chúng nó mới ra hoa, thì chúng ta trồng vùng nóng thì không thể được. Còn tất cả lan rừng đều làm bằng si thì nó đều ra hoa hết. Làm theo quy trình của Thuận Thiên, chúng ta lót hữu cơ nở vào, sơ dừa ở dưới thì chúng ta bỏ than để cho, tại vì chúng ta phải nó rọt nước than á, rồi ở trên này đó là lớp sơ dừa cộng hữu cơ lên, rồi chúng ta đặt lên đây sơ dừa hoặc là cái trái dừa khô, chúng ta chặt từng miếng ra cũng được. Chúng ta chắc lên trên thang ha, rồi chúng ta mới đặt cái cây này lên,
À, cắt lên rồi xong nó bỏ hữu cơ chứ. Như cái cây này chúng ta bỏ khoảng 2 nấm thôi. Rồi sau đó cứ định kỳ 1 tháng thì chúng ta nè, chúng ta bỏ vài hạt hữu cơ lên khoảng là 3 4 50 hạt gì đến nay là được rồi, là đủ rồi. 1 tháng bỏ 1 lần thôi. Ừ. Rồi vậy nha. Mè. Bóng mượt như xoài dầu.